bộ phim Tuyệt chiến Hương Lư Tự. Trong những năm Thành Hóa, Tây Xưởng ngang tàn xuất thế. Ban đầu khi mới thành lập, oai nghi bệ vệ, trắng trợn thu nạp thế lực giang hồ để phục vụ cho bọn họ. Giang Thiên La địa vọng khắp đất nước. Các bang phái lớn nhỏ trong thành trấn ngang của Thiểm Tây đều bị họ thu nạp trong tầm kiểm soát của bọn họ. Bang của Hồ gia chúng ta cũng không thể thoát khỏi. Ta thật sự không ngờ trên đời chẳng có tiệt sụ nào không tàn. Chúng ta là quân đệ, ta còn thân thiết với đệ hơn cả đệ đệ ruột. Đệ cũng vậy, đệ coi huynh như huynh ruột của mình. Có thời gian hãy về đây thường xuyên hơn, ta sẽ rất nhớ đệ đó. Được, nhất định rồi. Chúng ta cũng đàn ông một chút nào. Ca ca uống cùng đệ. Bát rượu cuối cùng, uống cạn nào. Những năm gần đây, sổ sách bang phái của chúng ta đều do đệ quản lý sao rồi? Huynh yên tâm, đệ đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Trong này mỗi cuộc làm ăn đều được ghi chép rõ ràng, rất minh bạch. Vẫn là đệ đệ của ta cẩn thận. Chuyện nên làm mà. Chỉ có cuốn sổ này thôi sao? Sao vậy? Lẽ nào huynh còn không tin đệ đệ sao? Đệ đệ, đệ thực sự phải đi sao? Nếu như bang phái chúng ta phải làm gì cho Tây Xưởng, đệ nhất định phải đi. Vậy chúng ta gặp nhau sao? Ca ca bảo trọng, đệ đệ bảo trọng. Lão đại, hắn biết quá nhiều rồi. Giết hắn. Dân. Mau thu xếp đồ đạc, chúng ta phải đi ngay. Dù vàng vậy sao? Với tính cách của Hồ lão đại, nếu như hắn ta đang mắng ta một trận hoặc trừ tiền của ta thì sẽ bình an vô sự. Nhưng hắn liên tục cười với ta, nhất định không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mau lên. Nào, dậy đi. Mau lên. Mặc y phục vào. Mau lên. Con trai, rùa gỗ, thích không? Thích. Con rùa gỗ này là bùa hộ mệnh cha tự tay làm cho con. Con nhất định phải luôn mang theo bên mình, giữ gìn nó thật tốt, biết chưa? Lúc cấp bách, bùa hộ mệnh này sẽ bảo vệ con. Nghe cha nói đi, giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, tới một nơi khác. Trên đường lỡ như xảy ra chuyện gì, con bị lạc mất cha mẹ, thì con cứ cầm con rùa gỗ này tới phía Tây Thành trấn ngang tìm dì Tiêu, biết chưa? Con từng gặp dì Tiêu trước đó rồi. Con nhớ rồi. Nhớ kỹ lời cha. Bất luận xảy ra chuyện gì, điều quan trọng nhất vẫn là con bình an khỏe mạnh, trở thành một người dũng cảm chính trực. Những thứ khác đều không quan trọng, biết chưa? Đi thôi.
Đợi chút. Đi cửa sau. Mau lên. Trở về. Trở về đi. Chạy mau. Cẩn thận. Đừng lại gần. Mẹ. 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 Mẹ mau tỉnh lại đi. Mẹ. Ta hỏi cậu lần cuối, cùng ta tới Tây Xưởng hưởng phúc, cậu có muốn đi cùng không? Bàn phái của chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là đánh nhau thay người khác, làm ăn bằng vài miếng giỏ. Từ khi gia nhập Tây Xưởng, trên tay huynh nhuốm máu biết bao nhiêu sinh mệnh, huynh có đếm được không? Ta không có lựa chọn. Huynh muốn nhân ta thì không, vậy để ta tiễn ngươi một đoạn. Giết hắn. Lục soát. Lão đại, không tìm thấy. Lão đại, không tìm thấy. Cha. Lão đại, trên người vợ mộc đồng cũng không có. Con có thể nói cho ba bá biết cha con cất giấu thứ quan trọng nhất ở đâu?
Cha con không đưa cho con thứ gì sao? Nào, đưa bà bá xem đi. Lão đại, tên bắt con này. Đại ca, giết nó. Dân. Mau. Đứng lại đó. Bên đó. Đừng để nó chạy. Dòng bên đó, đuổi theo. Mặt trời mọc giờ mão, ngủ sớm dậy sớm, giữ gìn sức khỏe. Mặt trời mọc giờ mão, ngủ sớm dậy sớm, giữ gìn sức khỏe. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Là trẻ con nhà ai vậy? Sao lại bẩn như vậy chứ? Không có ai chăm sao? Đâu ra một tửa ăn mà như vậy? Đi mau đi. Đi đi. Đi mau. Đi đi. Lại lười biếng. Ta đánh nát đầu ngươi. Tránh sao? Phạt ngươi đứng dậy cho mọi người một tháng. Ai vậy? Chắc chắn là tên tiểu ăn mày đó. Ta xử lý nó cho. Người đâu? Làm gì vậy? Kéo nó ra. Bỏ ra. Kéo ra. Ra nào, đứng dậy. Bỏ ra. Bỏ ra. Đứng dậy. Làm gì vậy? Qua đây. Con nhà ai vậy chứ? Dừng lại. Mộc Hiểu Bạch. Dì Tiêu. Cha con đâu? Cha mẹ con mất hết rồi sao? Cha con dặn con tới tìm gì sao?
Nào, từ giờ nhà của dì Tiêu sẽ là nhà của con. Dì sẽ bảo vệ con cả đời. Đi đi. Đừng khóc nữa. Trôi hết lớp trang điểm rồi. Có gì to tát đâu chứ. Nếu tên tự tử đó làm cô tức giận, ta sẽ băm nó ra. Ngươi thì hiểu cái gì? Các ngươi mà dám đụng vào một sợi tóc của nó, ta sẽ băm các ngươi ra từng mảnh rồi nấu lên ăn đó. Cha của nó là sư ca Mộc Đồng của ta. Ta và sư ca là thanh mai trúc mã. Bọn ta cùng nhau luyện võ, cùng nhau lớn lên. Mặc dù không thể trở thành người một nhà, nhưng bọn ta chính là người nhà của nhau. Con trai Quỳnh ấy chính là con trai của ta. Người đã hiểu chưa? Đã hiểu. Ta sẽ đi chuẩn bị giường cho nó. Bằng phái của cô mà còn đọc sách viết chữ nữa sao? Đứa trẻ này, ông dạy dỗ nó thật tốt cho tôi. Nếu dạy không tốt, ta sẽ xé xác của ông đó. Dần dần. Nào, bắt lấy. Nào, qua đây. Hai tay giữ lấy gậy. Lại đi, giữ chặt tới cùng. Nào, 1, 2, 3, 4, 5. Các người đang làm gì vậy? Là cậu ấy đòi chúng tôi dạy công phu cho. Qua đây. Đây chính là thầy đồ mà dì Tiêu mời về cho con đó. Từ hôm nay con học hành tử tế với thầy nhé. Con không đọc sách. Tại sao? Con muốn học võ. Đọc sách cần gấp. Võ công sau này lớn lên học chưa muộn. Con muốn báo thù. Không có thời gian để học chữ đâu. Vì vậy con võ công đi. Dì không dạy. Giờ con nhất định phải học chữ cho dì. Dì không dạy con thì bọn họ sẽ dạy con. Thấy chưa? Đây là cái mà con muốn học đúng không? Muốn làm một lính mới sao? Không vấn đề. Ta có thể dạy con mà. Nhưng con sẽ bị đánh đến chết nhanh thôi. Giống như bọn họ đó. Tới lúc đó, e rằng ngay cả cửa Hồ Gia con cũng không thể ra khỏi. Nếu mà muốn báo thù thành công mà bản thân của con có thể sống sót, trước hết con phải có tư duy. Con phải theo thầy đồ đó. Có thể học binh thư, được học binh pháp, có thể hiểu được các sách lược, còn có thể hiểu được nhân tình thế thái. Con nhất định phải lấp đầy bộ não của mình trước, thì con mới ngộ ra được chân lý của võ công. Chọn một cái đi. Dị đức. Những người đọc sách của chúng ta phải có biệt hiệu riêng của mình. Sau này con sẽ có biệt hiệu là Dĩ Đức. Dĩ Đức.
có nghĩa là gì thưa thầy? Đây là kỳ vọng của chị Tiêu đối với con. Hy vọng cả đời này con sẽ dùng đức để báo oán. Nào, ta dạy con viết. Dĩ có nghĩa là dùng. Đức được nâng cao, lấy bên trong bồi đắp bên ngoài, lấy tâm dưỡng đức, lấy đức thu phục lòng người, lấy đức báo oán. Ta đâu có dạy con như vậy, con học ai vậy? Dám xem trộm cuốn vở công của ta. Dì Tiêu, trong bàn phái này giống gì cũng không có mấy quyển sách. Mãi mới thấy một cuốn sách thú vị, con liền đọc nó. Dì Tiêu, chẳng phải vì mong con tiến bộ nhanh sao? Thiếu kiên nhẫn là điều đại kỵ trong luyện võ. Sau này con không được phép xem trộm sách bí kíp của ta. Và con về chép 100 lần tâm kinh. Dân Dân cuối cùng cũng chép xong rồi. Sao rồi? Hồi bẩm đại nhân, chuyện làm ăn ở bến thuyền của chúng ta tháng này rất tốt. Chưa tới 3 tháng, chỗ thu nhập này đủ để đại nhân mua thêm một lục phẩm cung. Có thể nhanh hơn được không? Như vậy mà còn phải nhanh hơn sao? Thêm người vào đi. Thực sự không được, bắt đám phạm nhân sắp được thả, đi làm việc cả đi. Đại nhân, ở đây không thể thêm người được nữa. Tại sao? Bến thuyền của chúng ta đã quá nhiều người rồi. Điều kiện vệ sinh còn cực kỳ kém. Rất nhiều thợ thuyền đã mắc chứng kiết lỵ. Giờ lại thêm người tới đó, nếu như lại mắc bệnh thì tiền thuốc thang cũng sẽ là một khoản tiền lớn. Ai nói là phải chi tiền cho bọn họ chữa bệnh chứ? Đám thợ mắc bệnh đó, cậu đuổi việc hết đi.
Để họ muốn chết ở đâu thì chết. Đừng để họ ô nhiễm địa bàn của chúng ta. Đại nhân nói chí phải. Sao tiểu nhân lại không nghĩ ra nhỉ? Đại nhân, ngài nghỉ ngơi đi ạ. Ngươi là ai? Cứu mạng. Ngươi đâu? Ngươi đâu? Cứu mạng. Ngươi đâu? Tới đây mau. Lão gia. Lão gia, người sao vậy? Lão gia, mở cửa. Người đâu? Lão gia đợi một chút. Giết người rồi. Chuyện gì vậy chứ? Cứu mạng. Cứu mạng. Đưa ta. Cứu mạng. Cứu mạng. Người đâu? Tới đây mau đi. Không liên quan gì tới ta. Đưa nó đây. Cứu mạng. Mẹ ơi. Đại hiệp. Xin đại hiệp tha mạng. Cậu muốn gì, ta sẽ đưa cậu hết. Đại hiệp tha mạng. Người chạy cái gì chứ? Đại hiệp tha mạng. Ta muốn lấy cuốn sổ kia của ông. Lão gia. Mau chạy đi. Cứu tôi với. Mau chạy đi. Bắt hắn lại mau. Chạy đi đâu thế? Kho vàng ở đâu? Ở trong thư phòng. Đi ngay. Mau lên. Chính là nó. Đây là cái gì? Ta không nằm mơ chứ. Tiền. Ta nhìn thấy tiền rồi. Đây là tiền đó. Ai vậy? Thần tiên. Thần tiên. Thần tiên phát tiền. Thần tiên phát tiền. Đa tạ Bồ Tát. Đa tạ Bồ Tát.
Đại nhân, hoàn hảo. Lịch trình hôm nay thế nào? Đêm qua lại có nhà của một quan thần bị cướp đột nhập. Đại nhân có cần tới đó không? Chuyện này để tri huyện giải quyết là được rồi. Hôm qua chính là nhà tri huyện bị cướp. Nhớ cảm ơn ta đó. Nếu như không phải tối qua ta dậy sớm, canh làm sao có thể nhặt được tiền. Không thể được, may mắn thật. Các thúc, nói chuyện gì thế? Ngân phiếu. Nhiều tiền vậy sao? Trẻ con đừng đụng vào, đừng đập nát nó. Thật sự là nhặt được sao? Đương nhiên rồi, ngân phiếu lớn như vậy mà. Đương nhiên là nhặt được rồi. Con cũng muốn nhặt. Nếu như mỗi ngày nhặt được một tờ, chúng ta sẽ không phải ra ngoài bán nắm đấm, quyền cước nữa. Mỗi ngày đánh nhau để đòi nợ thuê, kiếm chút tiền đó còn không bằng một gốc của tờ ngân phiếu này. Người nghĩ cái gì vậy? Tiên rùa còn bận chuyện khác, cứ tới trước mặt cậu trả tiền được mãi sao? Tiên rùa, ngươi đừng có nằm mơ. Tiên rùa mà huynh vừa nói là gì thế? Ngươi còn không biết sao? Gần đây trong thành ai ai cũng bàn luận về chuyện tiên rùa. Đúng thế, vị tiên rùa này chuyên trừng trị đám quan lại tham ô. Nghe nói vị tiên này biết sử dụng pháp thuật, không động tới sợi lông của bọn tham quan kia, liền có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn giao nộp ngân lượng trong phủ. Tiên rùa lại tiếp tục đem chỗ ngân lượng đó cho những người cần tiền. Lợi hại vậy sao? Sáng mai thúc thúc, ta sẽ đưa người ra ngoài xem thế giới đó ngoài đó ra sao. Được. Không được, vì tiêu đang phạt con quét sân một tháng. Vậy thì ngươi cứ quét sân cho sạch đi. Đi thôi. Dừng lại. Chưa chết à? Đánh hắn tỉnh lại. Được rồi, đi đi. Sao ta lại ngủ trên mặt đất thế? Thật to gan, còn dám vào tận nhà bổn quan làm càn, chán sống cả rồi sao? Đại nhân, đây không phải chức trách của tiểu nhân. Chuyện xảy ra tối qua, ngài còn nhớ không? Tối qua bổn quan đang ngủ ngon. Tối qua xảy ra chuyện gì chứ? Thật sự không nhớ sao? Đại nhân, bên này có một bãi tàn hương, hung thủ rất có thể đã dùng dông hùng hương. Lão gia, sao ta lại mặc nội y ngủ trên sàn vậy? Xấu hổ quá đi mất. Sao ta lại nằm trên sàn ngủ ngon như vậy chứ? Tiểu nhân cũng vậy. Các ngươi đừng có mà lấp liếm. Đại nhân, ngài còn nhớ hai vụ án gần đây không? Hai nhà giàu nhất trấn Hà đều bị cướp. Dân gian truyền tai nhau rằng có tiên rùa ra tay. Thủ pháp của tiên rùa y hệt nhau, chỉ lấy tiền không hại người. Lấy được tiền rồi sẽ rải tiền ra đường. Đúng là có chuyện như vậy. Đại nhân, nhà của ngài là vụ thứ ba rồi. Trên mặt ta có con rùa nào sao? Có. Có. Trời ơi, kho vàng của ta. Lão gia, xong rồi. Ba vụ án cướp của nhà giàu chi cho người dân. Người bị hại đều là người giàu có, không phải là quan viên thì cũng là ông chủ. Hơn nữa thủ pháp gây án của hung thủ đều rất chuẩn xác. Tiểu nhân không hiểu,
Tại sao hung thủ lại phải vẽ lên mặt nạn nhân một con rùa? Rất rõ ràng, vốn dĩ chẳng phải tiên rùa gì cả. Người xem, mỗi con rùa đều đang gặm đôi mắt, dễ giống hệt nhau. Rõ ràng là đang muốn để lại tín hiệu gì đó. Vậy thì tiểu nhân càng không hiểu, tại sao hắn phải để lại tín hiệu? Để lại tín hiệu cho ai xem chứ? Cuối cùng chẳng phải để chúng ta đi bắt hắn sao? Cái này sao người hỏi nhiều thế? Không biết sao, còn không đi điều tra đi. Dân, hôm nay ngươi cũng nhặt được sao? Đúng vậy. Cô nương lại tới rồi. Đúng vậy. Hôm nay phải mua nhiều hơn một chút. Đúng thế. Mọi người đều nhặt được tiền. Đúng vậy. Tất cả những thứ này ta đều muốn mua. Được rồi. Hôm nay chi tiền mạnh quá. Được rồi. Hôm nay bảo đảm tất cả mọi người đều có thể mua được thuốc. Đừng vội. Những thứ này đều do tiên rùa rải xuống trước cửa nhà chúng ta. Chúng tôi cũng có. Cậu cũng có sao? Chúng tôi cũng có. Nếu không có chỗ tiền này của bạn, đàn ông nhà tôi có lẽ chỉ có thể về nhà chờ chết. Đám cao thuyền bất nhân đó đuổi diệt tất cả những thợ thuyền mắc bệnh. Đuổi diệt sao? Thật bất nhân. Thật không phải con người. Vẫn may chúng ta còn có Bồ Tát sống. Đúng vậy. May mà có Bồ Tát sống. Cũng không biết vị tiên rùa này là Bồ Tát phương nào. Có thể mời người ấy về nhà cung phụng không? Đúng vậy. Chúng tôi cũng muốn phụng thờ ngày ấy. Phụng thờ để ngày ấy phù hộ chúng ta. Quỳ xuống. Dì Tiêu, dì làm gì vậy? Qua đây. Nói với cha của người đi. Khi ông ấy còn sống, người đã hứa với ông ấy những gì? Bất luận làm chuyện gì, quan trọng nhất là phải lớn lên bình an, khỏe mạnh, trở thành người dũng cảm, chính trực. Những thứ khác đều không quan trọng. Vậy thì nói tiếp đi. Bây giờ người đang làm những gì? Dì Tiêu, con làm gì sai chứ? Vụ án của nhà ông chủ Quách là do ngươi làm đúng chứ? Nhà của đại bổ đầu bị cướp là do ngươi làm đúng không? Tối qua nhà Triệu Quyền bị trộm vào cũng do ngươi làm đúng chứ? Đúng là chuyện gì cũng không thể qua mắt dì Tiêu. Đừng đùa cợt với ta. Dì Tiêu, vì mấy chuyện này sao? Lấy của người giàu chia cho dân chẳng phải là vì dạy con sao chứ? Hơn nữa chẳng phải gì cũng thường làm vậy mà. Ta dạy ngươi để lại ký hiệu sao? Người khác không biết tiên rùa đang làm gì, nhưng ta có thể không biết sao? Ngươi để lại ký hiệu phô trương như vậy, ngươi sợ người khác không nhìn ra à? Vẽ nửa con rùa đang ngậm mắt. Ngươi đang muốn tìm kẻ thù sao? Cố tình dụ hắn ra khỏi hang. Đúng vậy. Con là muốn lật đổ nhà họ Hồ, báo thù cho cha của con. Ngươi biết không, để lại ký hiệu là hành động ngu ngốc biết bao. Ngươi phơi bày mình ra ánh sáng, còn hắn đang nhìn ngươi trong bóng tối. Nhiều năm như vậy, ta làm tất cả để bảo vệ tính mạng cho ngươi, tất cả đều trở nên vô ích. Đi, tới đây xem đi. Tới xem đi. Lão đại, nhiệm vụ hôm nay ngài vẫn chưa dặn dò. Hai ngày nay chuyện của tiên rùa ồn ào quá. Chỉ cần là nhà nào có nuôi rùa đều cần phải nộp thuế. Chỉ cần lục soát được nhà nào có ngân phiếu, tất cả đều bị tịch thu. Còn những kẻ nhặt ngân phiếu bị xem là đồng đảng với tiên rùa, xử trảm. Các huynh đệ đã nghe rõ chưa? Rõ. Đi. Đi thôi. Đi thôi. Xin tha mạng. Đừng đánh tôi mà. Xin tha mạng. Xin tha mạng. Tha mạng. Đừng đánh tôi. Để người chạy sao? Tha mạng. Chạy mau. Đi mau. Mau lên.
đại đáng đầu. Hôm nay chúng ta thu hoạch không ít đâu. Đại đáng đầu, nhị đáng đầu muộn vậy rồi mà vẫn ở đây sao? Có chuyện gấp cần báo cáo sao? Đúng là có chuyện gấp. Đại đáng đầu, ngài xem, đây là những bức vẽ mặt của các nạn nhân trong vụ án tiên rùa. Bức vẽ nào cũng giống nhau, nửa con rùa gặm mắt. Đại đáng đầu, ta nghĩ đây chính là thông tin hung thủ cố tình để lại. Để lại thông tin cho ai xem chứ? Ta xem sao? Chuyện này tiểu nhân vẫn chưa điều tra ra. Tiểu nhân nghĩ chúng ta nên truyền tin này ra ngoài, cho người có thể hiểu ký hiệu này. Đây là cách mà ngươi nghĩ ra sao? Đại đáng đầu, tiểu nhân thấy để hung thủ ra ánh sáng sẽ giúp cho việc bắt giữ hắn. Ý ngươi là dán những thứ này khắp đường phố, cho thiên hạ biết rằng Tây Sử là một đám vô tích sự, có một người cũng mãi không tìm được. Là tiểu nhân suy nghĩ không thấu đáo, không thể coi thường vụ án tiên sù này được. Khi Tây Sưởng mới được thành lập, chính là vì vụ án Hồ Yêu Kinh Thành. Bây giờ vụ án tiên sù này cũng không khác gì so với vụ Hồ Yêu Kinh Thành. Nếu như sự việc náo loạn lên tới tai hoàng thượng, trách tội Tây Sưởng chúng ta vô dụng, tới lúc đó ta làm sao ăn nói với đại nhân đây? Chuyện này ngươi đừng lo, để ta tự tay đi bắt hắn. Vâng. Một đám phế vật. Năm đó ta hạ lệnh giết hết tất cả, không để một ai sống sót. Một đám tráng sĩ như các ngươi, một đứa trẻ cũng không bắt nổi sao? Bây giờ thì hay rồi, đứa trẻ nhà họ Mạc không những chưa chết, nó còn tìm tới đây rồi. Tiên rùa này chính là hắn nhắm vào ta. Đại đáng đầu, điều đó có phải là sự trùng hợp không? Lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp vậy chứ? Dì Tiêu, xem này, những điểm này trên bức vẽ đều là những nơi mà Hồ Lão Đại xuất hiện, nhưng mỗi lần con tới đều bắt hụt. Tên tiểu tử ngươi giỏi thật đó, làm biết bao nhiêu chuyện sau lưng ta. Mỗi ngày ngươi đều ở trong tầm mắt của ta, vậy mà ta vẫn không biết ngươi đang làm gì. Sao ngươi có thể làm được những chuyện này? Năm đó con cũng là dùng con rùa nhỏ này để đâm vào mắt Hồ Lão Đại để có thể thoát khỏi hắn. Con nghĩ mắt hắn đã hỏng, con bắt lấy mọi cơ hội để hỏi. Khi mua dầu thì con hỏi ông chủ, khi giao hàng thì con hỏi bà chủ, đi hỏi chùa thì con hỏi người qua đường. Con hỏi rằng liệu họ có nhìn thấy một nam nhân bị mù mắt trái hành xử hung hãn, võ công cao cường hay không. Con tìm đủ mọi thông tin, cho dù là thật hay giả, có hay không, con đều ghi lại trên tấm bản đồ này. Con tin rồi sẽ có ngày con tìm ra hắn. Xem ra mấy năm nay ngươi không chỉ có tiến bộ về võ công, mà mưu lược cũng học được không ít. Hiện giờ chúng ta đã là người của Tây Sưởng, để nào còn sợ hắn sao? Người thật hỗn xược. Năm đó sau khi giết Mộc Đồng, chúng ta liền thay đổi để đi theo Tây Sưởng, cũng có thể coi người có địa vị. Thật không ngờ tên tiểu tử này lại không coi Tây Sưởng ra gì. Lần này tên tiểu tử đó tới đây, chúng ta không thể thêm phiền phức cho Tây Sưởng được. Phải xử lý thật sạch sẽ, tuyệt đối không thể để chuyện này truyền tới kinh thành. Hiện giờ vị trí Tây Sưởng trong triều đình đang bị lung lay, trong lúc này không thể để xảy ra chuyện gì. Nếu không, huynh đệ chúng ta chỉ có đường chết. Người biết vị tiên sinh năm đó tên cho ngươi là Dĩ Đức không? Con biết, lấy nghĩa lấy đức để báo oán. Dì Tiêu và tiên sinh không muốn con cả đời bị che mắt bởi hận thù. Không, không phải bọn ta, đó là kỳ vọng cuối cùng của cha ngươi, Mộc Đồng đối với ngươi. Bất luận xảy ra chuyện gì, quan trọng nhất vẫn là lớn lên bình an khỏe mạnh.
trở thành người dũng cảm chính trực. Đạo lý thì ngươi hiểu, nhưng tại sao ngươi lại làm chuyện điên rồ này? Dì Tiêu, dì có thể đã biết rằng lấy đức báo quán vốn dĩ là một câu nghi vấn, là một học trò thỉnh giáo Khổng Tử, hỏi làm sao để lấy đức báo quán. Khổng Tử lấy đức báo quán thì lấy gì để báo đức chứ? Lấy đức báo đức, lấy chính trực báo quán, vậy thì sao? Vì vậy ngươi liền ra hạ sách đó sao? Đi khắp nơi phô trương dễ đùa, ngươi tự mình để lộ thân phận trước mặt kẻ thù, còn chính là không muốn giữ lại đường lui cho mình. Ngươi hãy hỏi cha mẹ ngươi, ngươi hỏi họ xem liệu họ có đồng ý để ngươi làm vậy không. Con không quan tâm cha mẹ đồng ý hay không, con nhất định phải trả thù cho họ. Xin Dì Tiêu hãy tắt thành cho con. Đại đáng đầu có gì dặn dò chúng tôi? Trước kia các ngươi đã làm hỏng chuyện, giờ mau đi thủ tiêu tên tự tử đó đi. Ta sẽ coi như là ngươi đã chết rồi. Nhà họ Tiêu chúng ta chưa từng cứu ngươi. Dân tiểu tử, nửa đêm mà ngươi đi đâu thế? Có chuyện gì sao? Đi thật sao? Dĩ Đức, tiểu tử thối, có phải ngươi làm gì Tiêu nổi giận rồi không? Mau về nhận sai, chịu phạt, làm mọi chuyện sẽ ổn thỏa mà. Thúc sẽ giúp ngươi nói tốt với dì Tiêu. Đi mau đi. Đại ân đại đức của Tiêu gia, Dì Đức nguyện ghi nhớ trong lòng. Đợi sự thành, con sẽ trở về. Nếu dì Tiêu vẫn muốn gặp dì Đức, dì Đức nguyện đi cùng Tiêu gia tới chân trời gốc bể, nguyện một đời làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình. Đi rồi thì đừng quay trở lại. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Chuyện gì vậy chứ? Các người hãy nhớ rõ, người này không còn chút liên quan nào với Tiêu gia chúng ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Các người khuyên bảo nó đi. Người tới khuyên đi. Cha, cha đừng trách con. Có một số chuyện con nhất định phải làm. Mẹ, xin mẹ hãy phù hộ cho con được bình an trở về. Đại đáng đầu, chúng tôi không tìm được bất cứ manh mối nào về Mộc Hiểu Bạch. Dường như nó chưa từng tồn tại. Ta đoán nó đã đổi danh tính. Ngươi hãy bình tĩnh đi. Ta sớm đã có được kế hoạch hoàn hảo rồi.
Ai đó? Mở cửa. Tới đi. Hôm nay ở đâu cũng truyền tay nhau, vì tiên rùa này đột nhiên đổi phong cách, hắn đã bắt đầu giết người. Sáng nay đi qua cửa nhà môn, tận mắt chứng kiến người nhà Ngô gia khắp người đầy máu để báo án, nói rằng tiên rùa đã giết cả nhà họ. Không ngờ còn có Triệu gia. Ta nói rồi mà, không thể có chuyện chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Làm gì có chuyện cướp của người giàu chia cho dân chứ. Có người nhận được ngân phiếu của tiên rùa liền bị người của Tây Sưởng bắt đi. Cút đi thôi. Đại đáng đầu, tên tiên rùa đêm qua đột nhiên tàn sát gia hộ kinh doanh lớn của Trấn An, không những bị hắn cướp sạch mà còn bị giết, không còn ai sống sót. Ý ngươi là gì? Vẫn nghi ngờ ta chưa bắt được hắn sao? Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân chỉ là càng ngày càng không hiểu vụ án này, muốn thỉnh giáo đại đáng đầu cho gợi ý. Gợi ý? Còn mặt mũi nói không nhìn ra sao? Ngươi có cần ta đem tiên rùa đến trước mặt ngươi rồi ghi công cho ngươi không? Ý của đại đáng đầu ta đã hiểu rồi. Ta sẽ bắt tất cả những người có khả năng về đây. Sự tình mà càng ồn ào, ta sẽ hỏi tội người đó. Ngay cả nhị đáng đầu cũng bị chúng ta đùa với chóng mặt rồi. Xem ra không ai có thể đoán được tiên rùa hôm qua do chúng ta đóng giả. Ai cho phép người cao ngạo như vậy chứ? Cẩn thận đi, đại đáng đầu, chúng tôi sai rồi. Tối nay giết thêm vài nhà cho ta. Ta không tin không thể bắt tên tiểu tử đó ra mặt. Dân, bắt tất cả những người khả nghi. Tuân lệnh. Cứu mạng. Cứu mạng. Sao lại bắt người vô cớ như vậy? Chỗ ngân lượng này quả thật là ta nhặt được. Không công bằng, bọn tôi múa giỏ đều làm ăn bằng quyền cước. Đứng yên, ai mà không có giỏ công chứ? Sao lại bắt ta? Sao mà các người lại bắt quên ấy? Thật thà chút đi, con rùa gỗ đó là chồng ta làm cho con trai của ta. Dì Tiêu, không xong rồi. Dì Tiêu, các người sao vậy? Có chuyện gì sao? Thật sự không sống nổi nữa rồi. Tiểu đầu tử, quả tử, kê ca, mấy người bọn họ đều bị bắt đi cả rồi. Tại sao? Vì chuyện của tiên rùa. Đám người của Tây Sưởng bắt người vô cớ khắp nơi. Tiểu đầu tử hôm nay nhận việc của ông chủ Trịnh, giúp nhà họ đòi nợ nên bị nghi ngờ rồi bắt đi. Chúng tôi đi thanh toán. Ông chủ Trịnh đã nói gì với chúng tôi? Tiên rùa điên rồi sao? Từ một đống cứu thế bỗng trở thành một con quỷ giết người. Người trách hắn bây giờ thì có ích gì? Nghe nói người của Tây Sưởng đi khắp nơi bắt người, các băng phái cũng sẽ bị phong tỏa. Chúng ta phải làm sao đây? Đúng vậy, đều phải tới. Cũng đã tới rồi. Tất cả thấy cả rồi. Chuyện làm ăn gần đây của chúng ta càng ngày trở nên tệ hơn. Giờ còn bị Tây Sưởng để mắt tới. Đã tổn thất tiểu đầu tử và đại quá tử, còn cả tam kê. Với khả năng của ta, ta đã không còn cách nào để bảo vệ mọi người nữa rồi. Ta xin tuyên bố bàn phái Tiêu gia giải tán. Gần đây tình thế ngặt nghèo, những người luyện võ đây không được an toàn. Các người hãy tới nơi khác tránh nạn đi, trở về quê cũng được. Sau này đừng quay trở lại đây nữa. Ta sẽ nói với phòng thu chi thanh toán số tiền tháng này cho mọi người. Trên đó còn có chút tiền thừa, ta chia đều cho mọi người, coi như là tiền vốn cho mọi người làm ăn về sau. Mọi người đừng chơi ít nhé.
Dì Tiêu là thật sao? Dì Tiêu còn thật hơn cả chàng thật. Ta nhất thời không chấp nhận được, rồi dần dần sẽ quen. Dì Tiêu, chúng tôi đi rồi, cô phải làm sao? Ta sao? Đúng thế, chúng tôi đi rồi, cô làm ăn thế nào? Cô lớn tuổi như vậy rồi, lấy gì mà nuôi thân chứ? Lão nương ta tự do tự tại lâu vậy rồi, cũng là lúc ta nghĩ tới chuyện cá nhân rồi. Các ngươi không đi, lão nương làm sao gả cho người khác được chứ? Xem ra dì Tiêu tìm được người ưng ý rồi. Dì Tiêu tìm được đối tượng rồi sao? Chuyện khi nào vậy? Được rồi, không còn sớm nữa, mau đi thôi, đừng làm phiền lão nương gả cho người ta nữa. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Cô gả cho người ta mà ta một chút tiền cũng không có để mừng cho cô. Chiếc vòng này tặng cô. Sự thất, tâm ý của cậu ta đã nhận rồi. Về quê nhớ tìm cho mình một nàng dâu, sống những ngày bình an, đừng có chém chém giết giết nữa. Nếu sự thất ta phải tìm vợ thì phải tìm một người giống như cô. Vậy thì mau về tìm đi, về muộn là không còn nữa đâu. Đừng lề mề nữa, làm lỡ dở chuyện với chồng của ta rồi đó. Dì Tiêu, đây là chút tâm ý của bọn ta, cô nhận đi. Dì Tiêu, đây là của ta, tặng cô này. Dì Tiêu. Mấy người các cậu lề mề như vậy, đã xong chưa vậy? Còn không đi, ta đánh người đó. Đi thôi, cút đi. Đi. Dì Tiêu, bảo trọng nhé. Đi đi. Dì Tiêu, chúng tôi đi đây. Tạm biệt dì Tiêu. Là ta. Dì Tiêu, đừng để hắn chạy. Đi. Ta nhận ra khuôn mặt này. Năm đó khi cha mẹ không bị giết, hắn cũng có ở đó. Ngươi chính là con trai của Mộc Đồng. Nói đi, Hồ lão đại ở đâu? Ngươi hỏi thì ta trả lời sao? Bình tĩnh lại đi, ta có cách tốt hơn rồi. Hồ lão đại ở đâu có nói không? Ta biết đấy. Tiếp tục đi. Thêm nữa đi. Được rồi, ta nói. Ta mà có nói thì giờ các ngươi cũng không thể gặp mặt.
Hồ lão đại nhà bọn ta giờ là đại đáng đầu của Tây Xưởng. Đại đáng đầu. Ngay cả hắn làm xưởng công, ta cũng không sợ hắn. Nói ta biết hắn đang ở đâu vậy? Dì Tiên, sao tới bây giờ dì vẫn ngăn cản con? Báo thù sao? Ta không ngăn cản con. Loại người mang tội ác tày trời này, giết hắn thật vui biết bao. Ta vẫn muốn giúp con mà. Mấy ngày nay bọn chúng đóng giả con, đi khắp nơi giết người, chính là để dụ con xuất hiện. Đây chính là một cái bẫy. Con xem, hắn nói ra thân phận của Hồ lão đại một cách dễ dàng như vậy, cho thấy bọn chúng vốn dĩ không sợ. Chúng sớm đã có được chuẩn bị rồi. Tới khi con tự sơ vào bẫy, nhưng hiện giờ con không thể dừng được. Cho dù bây giờ con có dừng tay, bọn họ cũng không tha cho con đâu. Núi đào biển lửa, con cũng phải đi. Ta đi cùng con. Dì Tiêu, sao mà dì có thể đi được chứ? Cha của con và ta là đồng môn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mặc dù không thể trở thành người một nhà, nhưng tình nghĩa cả đời vẫn còn đó. Sao mà ta có thể không báo thù cho huynh ấy chứ? Không, con không có ý này. Ý con là chuyện này rất nguy hiểm. Con không muốn liên lụy đến Tiêu gia đâu. Con không đồng ý. Con có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Bang phái Tiêu gia vì chuyện của Tiên Trù đã bị Tây Xưởng bắt đi vài quân đệ rồi. Ta cũng muốn báo thù cho họ. Sao? Tây Xưởng lấy chuyện Tiên Trù, chỉ cần là đàn ông trưởng thành biết chút võ công, bọn họ đều không bỏ qua. Tiểu đầu tử, đại quả tử, còn cả Sơn Kê, bọn họ đã bắt đi mấy quân đệ để bảo vệ sự an toàn của những người khác. Ta đã giải tán tất cả những người còn lại rồi. Cũng không biết bọn họ lên đường có được bình an không. Sao lại trở nên như vậy chứ? Con không ngờ lại liên lụy tới mọi người. Mộc Hiểu Bạch, con đã trưởng thành rồi. Lấy đức báo quán cũng được, lấy thù báo thù cũng được. Dì Tiêu chỉ muốn cho con biết, làm bất cứ chuyện gì đều phải trả giá cho chuyện đó. Người trong giang hồ không thể làm khác được. Con đã sẵn sàng chưa? Dì Tiêu, dì yên tâm, con sẽ cứu họ ra ngoài rồi kết thúc chuyện này. Đứa trẻ ngốc, sau này con sẽ biết chuyện trên thế gian này không dễ dàng như con nghĩ đâu. Đúng như lão đại dự tính, đêm nay Tiên Rùa xuất hiện rồi, chính là Mộc Hiểu Bạch. Ngươi nhìn rõ rồi chứ? Không thể nhầm được. Tiểu nhân đã theo hắn. Mộc Hiểu Bạch không chỉ có một mình, hắn còn có đồng bọn võ công cao cường. Bọn chúng đã trói nhị cụ. Tiểu nhân sợ đánh rắn động cỏ, nên lặng lẽ bám theo tới chỗ bọn chúng ẩn nóng. Ở đâu? Bang phái Tiêu gia ở phía tây thành. Thì ra tên tiểu tử đó trốn ở đó. Ngươi không bị phát hiện đó chứ? Tuyệt đối không. Tiểu nhân còn nghe trộm được bọn họ muốn cùng nhau phục thù. Phục thù? Kiếp sau đi, ta sẽ tiện chúng tới số vàng gặp Tiên Dương trước. Thập Tam, có, dẫn theo vài người tới săn bằng băng phái Tiêu gia cho ta. Dân. Đại nhân, thả tôi ra đi. Đại nhân, không phải tôi mà. Đại nhân, tôi bị quan. Đại nhân, thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi không phải là Tiên Rùa. Tôi thật sự không phải. Báo. Báo cáo. Vừa rồi đám đại đầu dẫn một đội người tới bang phái Tiêu gia, nói rằng đã tìm thấy Tiên Rùa, chuẩn bị tới đó bắt hắn. Tìm được rồi sao? Đại nhân, nếu tìm được rồi, những người này còn phải thẩm tra nữa không? Tiếp tục thẩm tra. Lỡ như không đúng, chẳng phải là lại trách chúng ta sao? Dân. Báo cáo. Bên ngoài có một người tự xưng là Tiên Rùa, nó là muốn gặp đại đáng đầu. Hôm nay là ngày gì mà nhiều Tiên Rùa như vậy chứ? Đi xem sao.
Tiên rùa tàn sát giết người, tôi mang tới cho đại nhân rồi đây. Tiên rùa lấy của người giàu chi cho người dân, cũng đưa tới cho các vị rồi đây. Hãy đổ ta thay cho bọn họ. Thả những người vô tội ra. Thả ra. Mau thả họ ra. Thả họ đi. Người điên rồi sao? Người nói thật là thật sao? Đem ta tới cho đại đáng đầu nhà các ngươi là biết ta nói thật hay không. Nếu người đã tự mình đập bạn, vậy thì vào trong lao ngồi đi. Vào trong lao ngồi sẽ được gặp đại đáng đầu. Lên. Thả người. Thả. Thả người. Thả người. Nhìn gì mà nhìn, mau thả người. Đi thôi. Sao? Giờ có thể dẫn ta tới gặp đại đáng đầu của các ngươi chưa? Đại đáng đầu. Đại đáng đầu đi bắt tiên rùa thật rồi. Ta mới là tiên rùa thật. Đúng, ngươi là tiên rùa thật. Nhưng họ nói rằng tiên rùa trong băng phái Tiêu gia cũng là thật. Sao? Nhị đáng đầu. Hãy đem tên tự tử đó ra đây, ta sẽ tha mạng cho cô. Vậy thì cũng cần phải hỏi ta có đồng ý hay không. Ra tay. Dì Tiên, Dì Tiêu. Dì Tiêu. Dì Tiêu. Dì Tiêu. Dì Tiêu. Dì sao vậy? Dì Tiêu. Dì thực sự đã già rồi, còn tưởng bản thân vẫn rất lợi hại. Quả thật không còn được như trước nữa. Dì Tiêu, con đưa dì tới gặp thầy Lang. Đi. Ta không muốn sống được bao lâu nữa đâu. Ta cố tới hơi thở cuối cùng để đợi con về, là có lời muốn nói với con. Được. Dì nói đi, con đang nghe đây. Ta
đại đáng đầu bị mù một mắt. Hắn là Hồ lão đại. Hắn cũng đã già, công lực cũng suy giảm, binh lính theo hắn rất nhiều. Nhưng những kẻ thực sự ở cạnh hắn chỉ có 2-3 người. Tên thập tam đó võ công rất lợi hại, còn phải cẩn thận. Xin lỗi dì Tiêu, con không nên, không nên trái lời của dì. Con biết năm đó tại sao dì Tiêu không thể gả cho cha của con không? Con không biết. Năm đó dì Tiêu cũng giống con, quá trẻ dại. Chỉ vì báo thù cho cha mẹ, không ngại đuổi theo tới chân trời góc bể. Đợi tới khi ta trở về, tất cả đều đã bỏ lỡ. Bên cạnh cha của con đã có mẹ của con rồi. Vì vậy, trước kia dì luôn ngăn cản con, là dì không muốn con đi theo vết xe đổ của dì. Nhưng ta không hối hận. Vì vậy ta cũng biết rằng không thể nào khuyên được con. Hiểu Bạch, con đừng khóc. Có những chuyện không có đúng sai, đã quyết định rồi thì phải chịu trách nhiệm với nó. Dì Tiêu, con không muốn dì rời xa con. Từ nhỏ ta đã bảo vệ con, con quá ngây thơ. Nếu con muốn đối phó với kẻ gian ác như Hồ lão đại, nhất định không được để cho thù hận che mắt, khiến đầu óc không tỉnh táo. Con nhất định phải sáng suốt, cẩn thận từng bước thì mới có thể thắng. Dì Tiêu, Mộc Hiểu Bạch đã ghi nhớ lời dạy của dì. Ta vốn dĩ muốn thay cha con bảo vệ cho con cả đời này. Nhưng ta chỉ có thể, chỉ có thể. Dì Tiêu, dì Tiêu, dì Tiêu, dì Tiêu, dì hãy tỉnh lại đi. Dì Tiêu, dì Tiêu, cha, mẹ, dì Tiêu, hôm nay Mộc Hiểu Bạch con muốn cho mọi người tận mắt thấy con giết chết Hồ lão đại, báo thù cho mọi người.
Đại đáng đầu, đọc đi. Tụ tán chung hữu thời, tuyệt chiến hương lưu tự. Mộc Hiểu Bạch, hắn vẫn rất cao ngạo, quất con lại muốn tìm chỗ chết. Hương Lư Tự nằm trên đỉnh núi của tháp Dân Thuộc Trấn An, Thiểm Tây, trông giống một bảo tháp cao vút tận mây. Hơn nữa ba phía đều là dốc núi, địa hình cực hiểm. Đây là nơi lý tưởng để ẩn thân, chuẩn bị đi ứng chiến. Tới địa bàn của chúng không sợ bị mắc bẫy sao? Sợ gì chứ, người có võ công cao cường hơn hắn nhiều, ở chính địa bàn của mình còn bị chúng ta giải quyết nhanh gọn, có gì mà phải sợ cơ chứ? Được, để tránh đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng. Dân, lập tức xuất phát. Dân. Hôm nay bao vây tấn công Hương Lư Tự, bắt giữ tên tiên rùa giả thần giả quỷ đó. Không quan tâm sống chết, ai bắt được tiên rùa, người đó được phong là phó đáng đầu. Dân. Đi. Đại đáng đầu, đã tìm khắp nơi rồi, nhưng mà vẫn không thấy dấu tích của Mộc Hiểu Bạch ở đâu. Ta tìm được con rùa gỗ nẻ linh đường, vết máu bên dưới vẫn chưa khô, có lẽ hắn đang ở đây. Tên tiên rùa này vẫn luôn thích chơi trò trốn tìm, không để lại dấu vết gì. Trước nay chưa thấy hắn lộ mặt bao giờ, có thể hắn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Tất cả đứng yên. Ở bên đó, đại đáng đầu, hãy để tiểu nhân đi giết hắn. Theo ta tới sân sau bao vây hắn. Dân. Lên. Dì Tiêu. Dì Tiêu. Ta biết là có chuyện mà. Lúc đầu chúng ta mà cố lại đây, chuyện đã khác rồi. Dì Tiêu và chị Đức đã gặp chuyện lớn rồi, không muốn liên lụy tới anh em chúng ta, nên mới ra hạ sách này. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Họ đều không có đây. Dì Đức từ nhỏ chỉ có hai nơi nó hay lui tới, hoặc lỡ trong băng phái Tiêu gia, hoặc lên núi luyện công cùng dì Tiêu. Hương Lư Tự. Đúng vậy, đi thôi. Lên núi tìm dì Đức, đi thôi. Tên tử tử này có bản lĩnh đó, lông cánh đã cứng cáp rồi. Chúng ta đã coi thường hắn rồi. Hôm nay mà không giết được tên tử tử này, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi.
Dân. Để ngươi sống lâu như vậy, giờ ta phải lấy mạng của ngươi thôi. Đoạn cước của Tư gia. Một người tới làm gì vậy? Đi thôi, đi thôi. Bên này, mau lên, mau. Nào, đây. Những thứ này có thể giúp chúng ta cầm cự được một lát. Dì Tư đâu? Xin lỗi, con không bảo vệ được dì ấy. Ta phải liều mạng với hắn. Đi, đi. Còn lại bao nhiêu người? Chỉ còn lại chúng ta. Hay là chúng ta trở về trước đã, gọi thêm người tới rồi tính tiếp. Gọi ai chứ? Hôm nay mà không giết được tên tiểu tử đó, các người cũng đừng có nghĩ tới chuyện sống sót. Đã rõ. Tiểu tử, giúp ta báo thù cho dì Tiêu đi. Không được chạy. Đã bao năm không gặp, ngươi quả thật trông giống hệt như cha ngươi lúc trẻ. Lần gặp mặt này, ta đã chờ rất lâu rồi. Mối thù máu giết cha mẹ ta, còn dì Tiêu bị ngươi giết hại vô cớ, hôm nay rốt cuộc ta cũng có thể trả rồi. Chỉ vì muốn giết ta, ngươi sống cả đời trong thù hận, có đáng không? Cuộc đời của ta chỉ mới bắt đầu, còn ngươi thì sắp kết thúc rồi. Nộp mạng đi. Ngươi đã sống mấy năm chỉ vì muốn giết ta? Nếu thực sự ngươi muốn giết ta, chẳng phải ngươi sẽ rất cô đơn sao? Con biết năm đó vì sao tiên sinh lại đặt tên của con là Dĩ Đức không? Con biết là bởi vì không muốn con bị thù hận che mắt cả đời. Con hỏi cha mẹ con đi, liệu họ có đồng ý cho con làm như vậy không? Quan trọng nhất đó là lớn lên bình an khỏe mạnh, là một người dũng cảm chính trực. Những thứ khác đều không quan trọng. Cha, mẹ, dì Tiêu, mối thù của mọi người, Mộc Hữu Bạch đã giúp mọi người trả rồi. Ha ha!
Dì Tiêu, Tây Xưởng Đoản Mệnh đã bị triều đình giải tán rồi. Bách tính thành Trấn An đã có thể sống yên bình. Dì Đức đã nghe lời cô rồi, cuối cùng đã nhẫn nại được, không giết tên Hồ lão đại đó, giao lại cho triều đình phán tội chết, coi như là đã báo thù được cho cô. Đúng rồi, không ít các huynh đệ đã trở về, mọi người vẫn muốn ở cạnh nhau. Mọi người cùng dự tính, không muốn sống những ngày tháng cúp của người giàu chia cho dân nữa, cũng không muốn thành lập bang phái đánh nhau thôi cho người khác, chịu đánh thay cho người khác nữa. Đúng vậy, mọi người muốn dùng võ công mà cô đã dạy vào những việc chính nghĩa. Mọi người muốn hoàn lương, sau này bang phái chúng ta sẽ chuyên làm hộ vệ, bảo vệ người hay tài sản đều được, cái gì cũng có thể bảo vệ. Dì Tiêu, dì thấy cái tên Tiêu Thị Tiêu Cục này thế nào? Ta cảm thấy không hay. Chúng ta nên cố hết sức giữ gìn như cũ, cứ gọi là Tiêu Gia Tiêu Hàng là được. Cái tên đó mới là không hay, quê mùa, không hiện đại gì cả. Đúng vậy, ta thấy Tiêu Cục cũng rất hay. Tên hay có thể có cơm ăn sao? Ta chính là đang hoài niệm. Ta thấy quê mùa một chút cũng rất hay, cứ gọi là Tiêu Cục đi. Tiêu Hàng, Tiêu Cục, Tiêu Hàng. Dĩ Đức, cậu nói xem, đặt tên gì đây? Gì cũng được, thế nào cũng được. Chỉ cần mọi người có thể ở bên nhau, thế nào cũng được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
只有梦在牵引着，爱恨都已成传说，只剩心中那座桥。